Lính sinh viên. Hồi ức chiến trường B. Tác giả Nguyễn Văn Nội, cựu chiến binh trung đoàn 271. Kỷ niệm Trường Sơn số 1. Trong khoảng 8 tháng từ khi lên tàu tại ga Thường Tín và ngày trở về Việt Nam, Cà Tum, Tây Ninh, sau khi xẻ dọc Trường Sơn qua Lào, Campuchia, bằng đôi chân mang dép đúc và một ba lô khoảng 20 kg trên vai, với tôi còn thêm khẩu B-40 và ruột tượng gạo khoảng 5 đến 7 kg, chưa kịp hết đã đầy. Thời gian khoảng mùng 5, mùng 6 tháng 1 năm 1973, tôi không nhớ chính xác vì đánh mất cuốn nhật ký viết từ những năm ấy. Những dòng viết này chỉ viết theo trí nhớ mà thôi. Có gì sai, mong đồng đội thể tất và chỉnh sửa, bổ sung giúp. Mỗi người đều phải mang theo một ruột tượng gạo. Tuy nhiên, những người yếu thường được lấy gạo nấu trước. Tôi thuộc loại khỏe nên được lấy gạo sau. Mỗi tiểu đội là một đơn vị nấu cơm. Thời gian hành quân trên Trường Sơn khoảng 6 tháng, đi 5-6 ngày thì được nghỉ 1-2 ngày. Mỗi tối mắc võng ngủ một nơi, chưa kịp quen kịp nhớ đã lại chia tay. Tuy nhiên, kỷ niệm vẫn đầy ắp và sẽ theo mỗi anh bộ đội đã từng hành quân trên dãy Trường Sơn cho đến cuối cuộc đời. Tôi đã lục tìm trên mạng những bức ảnh về các trạm giao liên, những nơi mắc võng, những cảnh sinh hoạt của cánh bộ binh trên những cung đường Trường Sơn mà hầu như chẳng có. Có nhiều phóng viên nhiếp ảnh đi cùng đường với chúng tôi, vậy mà chẳng có mấy ảnh về chúng tôi. Chắc họ đi đoàn lẻ và phim ảnh phải dành cho chiến trận, nên các binh trạm Trường Sơn rất ít ảnh. Thôi, đành viết vài kỷ niệm để vơi đi nỗi nhớ, để đồng đội cùng nhau chia sẻ và lớp hậu bối đỡ mơ hồ về Trường Sơn do phim ảnh truyền thông mang lại. Văn của một anh làm nghề vật lý hạt nhân chắc không thể cuốn hút như mấy anh chị nhà văn, nhưng nó thật bởi được viết ra từ tâm can người viết. 1. Tết Trường Sơn. Hơn 3 năm vào chiến trường với 3 cái Tết xa nhà. Tuy nhiên, chỉ có Tết năm 1973 là lũ lính sinh viên chúng tôi được đón ở Trường Sơn. Hình như ở trạm 9 thì phải. Tiêu chuẩn Tết cho mỗi anh bộ đội là nửa cái bánh chưng, khoảng 5-7 cái kẹo cà phê, vài điếu thuốc Điện Biên bao bạc. Tôi không hút thuốc nên tặng cho đồng đội. Đêm 30 Tết ở rừng Trường Sơn, tối hơn đêm 30 Tết ở nơi khác vì không đèn đóm. Không tụ tập ca hát, tôi và Phú ở cạnh nhau bên cánh võng đêm 30 Tết đáng nhớ ấy, kể cho nhau nghe những kỷ niệm học trò, chẳng thèm nghĩ đến tương lai vì chiến tranh đâu tính được ngày về. Ngày hôm sau, mùng 1 Tết, lại tiếp tục hành quân. 2. Cơm trộn nòng nọc vẫn hết bay. Bữa ấy phải hành quân vượt trạm vì B-52 ném bom dọc Trường Sơn, nên đến nơi nghỉ đêm khá muộn. Hôm đó, đến lượt VAN và VDT. VDT đã hy sinh. Nấu cơm. Cứ hai người một nhóm nấu cơm mỗi ngày cho tiểu đội. Nơi đóng quân hôm ấy lại khá xa nguồn nước, nên hai ông rời lấy nước ở một vũng nào đó gần hơn để nấu cơm cho tiểu đội. Sáng hôm sau, cả tiểu đội phải dậy sớm để hành quân, nên ăn cơm từ lúc chưa rõ mặt người. Trời sáng dần và một người rồi cả tiểu đội phát hiện trong cơm lẫn rất nhiều nòng nọc đã được nấu chín. Ăn rồi còn trách ai? Đành gạt những con nòng nọc còn sót lại để cho cơm vào ăn gô mang theo ăn trưa. Cả tiểu đội hôm ấy có vẻ khỏe hơn nhờ có nòng nọc trong khẩu phần ăn. 3.
ca sĩ bất đắc dĩ. Trong 6 tháng trên dãy Trường Sơn, cứ đêm xuống, khi mỗi người đã yên vị một võng, nghỉ ngơi sau một ngày hành quân mệt nhoài, là tôi lại cất tiếng hát để phá tan đêm tối tĩnh mịch. Chỉ có mấy bài hát học được qua đài, thuộc diện nhạc vàng khi ấy. Tôi nhớ lời chứ không biết tên bài hát. Lời chỗ nào quên thì thêm vào lời của chính mình. Quan Hà xin cạn chén ly bôi, mẹ ơi xuân này con vắng nhà. Hoặc lời đầu xuân chúc non nước thanh bình. Cứ những bài ấy tôi hát hàng đêm, khoảng 1-2 tiếng, bắt mọi người nghe mà chẳng thấy ai phản ứng, dù giọng hát của tôi ngang phè phè như đập thùng. Mọi người có lẽ quen với giọng đập thùng ấy, như tiếng chim hót, bắt cô chói cột, khó khăn khắc phục. Nếu tôi dừng hát một đêm thì chắc mọi người khó ngủ chăng? Thật hài hước là sau mấy chục năm, khi gặp lại tôi, nhiều đồng đội vẫn nhớ lời các bài hát tôi thường hát ngày đó và lại cùng nhau cất tiếng hát. Gái mộng còn trinh nguyên khi đón anh trở về, với em, rồi mai anh lại đi. 4. Những chàng trai kém tắm. Đó là những anh bộ đội hành quân trên dãy Trường Sơn. 6 tháng vừa đi vừa nghỉ trên dãy Trường Sơn là khoảng thời gian cần có cho những anh bộ đội vào B2, miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Nếu đi B3, Tây Nguyên, thì thời gian ngắn hơn, khoảng 2-3 tháng tùy khu vực. 5-6 ngày hành quân mỗi tuần là 5-6 ngày thường không được tắm. Vì sau mỗi ngày hành quân mệt nhoài là hầu như anh nào cũng muốn nằm nghỉ sau khi cơm nước. Với lại bãi khách, trạm đóng quân, sau những ngày hành quân đó thường xa nguồn nước. Chắc Giao Liên sợ máy bay giặc ném bom theo nguồn nước. Gọi là bãi khách, thực ra đó là khu rừng được nhiều đoàn bộ đội hành quân ngủ qua đêm nên có thể tận dụng những cọc võng của nhau, chứ không có lán trại nào hết. Phải đi xa khoảng 200-500 mét, có khi cả cây số mới gánh được tăng nước về. Tăng đựng nước là tấm ni lông dày buộc vào một đoạn cây giống võng cáng thương binh, để hai người đi lấy nước về nấu cơm. Sáng hôm sau lại tháo ra gấp tấm ni lông để lên ba lô mang đi cho những lần lấy nước tiếp theo. Vậy là các anh bộ đội hành quân trên dãy Trường Sơn thường chỉ được tắm vào những ngày nghỉ của đợt hành quân 5-6 ngày như vậy. Ngày nghỉ, đơn vị cũng thường được mắc võng gần nguồn nước, suối hoặc sông, nên có cơ hội tắm gội. Tắm thôi, chứ làm gì có xà phòng để gội. Một vài anh mang được cục xà phòng 72% của Liên Xô thì cũng chỉ 2-3 tháng là hết rồi, dùng chung nên càng mau hết. Quần áo trong 5-6 ngày hành quân liên tục, cũng vì vậy mà liên tục mặc trên người, tối ngủ vẫn mặc, chẳng ai được thay quần áo ngủ như bây giờ. Những anh mồ hôi muối thì khi quần áo khô, muối của mồ hôi bám trắng. Chẳng hề gì với các chàng trai tuổi 18-20 vì cái sự kém tắm ấy. Chẳng thấy ai kêu khổ, kêu bẩn, chẳng thấy ai bị ghẻ lở hắc lào. Mấy cái giống đó cũng chẳng thể tồn tại trong môi trường kém tắm đó. Vì ai cũng kém tắm như ai nên vẫn thấy sạch sẽ, thơm tho như nhau. Mãi sau này khi Sài Gòn được giải phóng từ trong rừng, các anh bộ đội được về ở với dân. Khi đã khá thân quen, các má, các em mới nói cho cách cảm nhận của họ khi đón các anh ở trong rừng ra. Người các chú các anh có mùi khét là lạ. Đó là mùi ớm nắng và mùi kém tắm đó mà. Bây giờ ngày nào cũng tắm với đủ loại dầu gội, kem tắm mà sao luôn thấy ngứa đầu. Những ngày đó ở trong rừng Trường Sơn cả tuần mới được tắm một lần mà sao chẳng thấy ngứa ngáy gì. Lạ thật, các chàng trai kém tắm, đáng yêu, đáng nhớ. 5. Kỳ phùng địch thủ.
Tôi và Phú cùng lớp Lý 1 năm thứ nhất khoa vật lý, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Khi nhập ngũ ở Mai Siêu, Bắc Giang, chúng tôi cùng tiểu đội A10. Khi đó còn có Phan Tự Lập và Phạm Hồng Chi cũng cùng lớp. Tuy nhiên, để phá vỡ cái kết cấu bạn cùng lớp ấy cho dễ lãnh đạo chăng, mấy ông chỉ huy đã tách chúng tôi ra các tiểu đội khác nhau, nên Phú, Chi được chuyển về A11, Lập chuyển về A12, còn tôi vẫn ở A10. Tân binh các khóa khác cũng bị tách ra như vậy. Khi hành quân vào chiến trường, tôi và Phú vẫn ở hai tiểu đội khác nhau. Chi và Lập đã được điều chuyển lên trường Đại học Quân sự trước khi đơn vị hành quân đến Thường Tín. Tôi và Phú như tri kỷ trên dãy Trường Sơn và cho đến bây giờ đã là tri kỷ. Cứ sau một ngày hành quân là chúng tôi lại cùng ngồi cháo đầu đuôi trên một chiếc võng để nói đủ thứ chuyện, cho đến khi buồn ngủ thì ai về võng đấy. Có lần chắc cười nhiều quá nên chiếc võng đứt làm đôi. Tôi làm một bài cờ tướng từ tấm bạt bằng hai bàn tay, vì bạt mới bền khi gấp đi gấp lại nhiều lần. Quân cờ thì tôi tạo thành từ cành cây vót tròn cắt khoanh đường kính nhỏ hơn 1 cm. Cứ đến ngày nghỉ hành quân là tôi và Phú lại ngồi bên suối mở bàn cờ ra tỉ thí. Thật may là trình độ cờ tướng của tôi và Phú tương đương nên đánh mãi không chán. Cũng vì tuổi trẻ, 19 tuổi mà, nên máu ăn thua luôn trỗi dậy, còn thua là còn gỡ. Tôi nhớ có lần hai đứa tôi đánh cờ từ sáng đến chiều, mỗi bên thắng 11 ván thì mới chịu cùng đứng dậy. Khi cờ tàn cũng là lúc màn đêm đã buông xuống. Hồi ở rừng Quảng Đức, nay là Đắk Nông, tôi và Phú còn vừa ngồi đánh cờ, vừa nghe ngóng pháo địch bắn từ Kiến Đức để liệu còn tránh. Đã lâu không được đánh cờ cùng Phú, kỳ thủ có hạn. 6. Nằm võng không dễ, khó quên. Trước khi nhập ngũ, có lần về thăm nhà ở Thổ Hà, Việt Yên, Hà Bắc với một số bạn cùng lớp đại học. Lớp Lý 1, Đại học Tổng hợp Hà Nội, khi đó đang sơ tán về Đông Lỗ, Hiệp Hòa, Hà Bắc. Tôi ngạc nhiên vì thấy mấy ông giải phóng quân, khách của gia đình tôi. Quê tôi ở Hương Trà, Thừa Thiên Huế, nên thỉnh thoảng có mấy anh bộ đội trong quê nhân dịp ra Bắc an dưỡng đến thăm ba mẹ tôi, mắc võng giữa các cột chùa để nằm nghỉ. Tại sao nhà có giường đàng hoàng mà mấy anh không nằm, lại thích nằm võng giữa chùa? Chắc ra vẻ lấy nê mọi người đây mà. Lúc đó tôi nghĩ vậy, nhưng sau 6 tháng hành quân trên dãy Trường Sơn và 3 năm mắc võng ở rừng Quảng Đức, Tây Ninh, Bình Phước, tôi đã hiểu vì sao các anh ấy thích nằm võng hơn nằm giường. Phải nói thật là những ngày đầu tiên, nằm võng thật là khốn khổ cho các chàng trai 18 đôi mươi dù đang tuổi ăn tuổi ngủ. Chiếc võng bó chặt đôi vai, bẻ cong xương sống. Không dễ dàng thay đổi tư thế nằm đã hành hạ các anh bộ đội khi mới vào Trường Sơn. Không ngủ được, khó ngủ, giấc ngủ chập chờn. Sáng dậy, mỏi khắp người, chẳng còn muốn hành quân tiếp. Một số chiến sĩ còn nghĩ ra sáng kiến tìm một đoạn cành cây ngáng hai đầu võng, giống kiểu võng xếp Duy Lợi bây giờ. Có anh còn lấy cả quả đạn B-40 hoặc súng B-40 để ngáng, vì vũ khí luôn có sẵn bên mình, chứ tìm cành cây thích hợp đâu có dễ. Nhiều anh còn cảm thấy nôn nao vì sự đung đưa của võng. Khoảng một tháng sau thì bắt đầu thích nghi với việc nằm võng. Cánh võng ôm lấy thân mình như vòng tay của mẹ ôm con. Vải kaki khá dày của võng thay tấm đệm, ga giường, chống cái rét về đêm của rừng Trường Sơn. Sự đung đưa của võng như du đưa ta vào giấc ngủ. Trên võng là tấm tăng che mưa. Nằm trên võng không còn cảm giác ở giữa rừng nữa,
mà như ở một chỗ nào đó thân quen. Những ngày đầu đất nước thống nhất, khi xuống đồng bằng được vào nghỉ trong nhà dân, được các má các chị chuẩn bị giường phản cho bộ đội ngủ, thì lại cảm thấy ngủ ở phản giường sao mà khó thế, đau lưng, trống trải, trằn trọc mất ngủ. Cũng phải mất cả tháng sau, bộ đội mới quen được với cảm giác nằm giường, mới đỡ nhớ võng. Với mấy ông nhà thơ, nhà văn, quân giải phóng thì thói quen nằm võng còn khó bỏ hơn. Hoặc các ông ấy muốn lấy le với các bạn cùng lớp khi trở về học lại. Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm thường mắc võng ngủ ở mái hiên khu nhà của nữ ở khu Mễ Trì, và hình như nhờ thế mà đã tìm được tình yêu đích thực của mình, cũng từng là nhà báo giải phóng. Đã vì yêu chất lính, yêu cánh võng mà quyết tâm chia tay chồng, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, để đến với Hoàng Nhuận Cầm. Cánh võng kỳ diệu đến vậy. 7. Tiên sư anh Tê Quy. Đấy là chữ yêu thôi, vì quân nhu yếu phẩm của Tê Quy viện trợ cho bộ đội Việt Nam hồi ấy là quá đỉnh. Ở đây tôi loại trừ mục đích viện trợ, vì cái đó để cho lãnh đạo cấp cao bình luận. Từ đầu cho tới chân, từ trang phục, vũ khí cho đến lương thực thực phẩm cho hàng chục nghìn bộ đội hành quân vào Nam, Lào, Campuchia, mỗi đợt chủ yếu là hàng viện trợ của Tê Quy. Đầu tiên là chiếc mũ cối mà như chiếc mũ sắt. Ngoài việc bảo vệ cái đầu ra, còn để ngồi khi giải lao giữa cuộc hành quân, để tát ao bắt cá và để đổi gà, đổi sắn, chống đói, chống thèm cho bộ đội. Chỉ một nhược điểm là mũ cối hơi cồng cành, nên nó thường được bộ đội cho ra đi sớm nhất. Bắt đầu là tặng cho các bọ khu 4, sau đó là đổi hàng với nhân dân Lào. Chắc cũng biết lý do đó nên bộ đội còn được phát thêm một chiếc mũ tai bèo, và đó là chiếc mũ khá hữu dụng cho giải phóng quân, và mũ tai bèo thường được theo các anh cho đến mùa xuân đẹp nhất của dân tộc. Tiếp theo là cái màn tuyên màu cỏ úa. Khi đó, nhân dân miền Bắc còn phải nằm màn bằng vải xô, khá ngột ngạt, dù chống được muỗi bay vào, thì bộ đội vào Nam chiến đấu đã được trang bị màn tuyên, bền, đẹp, nhẹ, vừa để làm màn, vừa để làm lưới, bắt cá trên suối sông của dãy Trường Sơn. Khi đổi hàng, lương thực thực phẩm với dân thì cũng có giá trị cao. Có lần đổi được cả con lợn con với đồng bào. Mỗi anh bộ đội trước khi hành quân đi B thường được phát hai bộ quần áo dài bằng vải gabardine Trung Quốc và hai bộ quần áo lót bằng vải phin Tô Châu, vừa thoáng vừa bền. Tôi muốn nói về tính ưu việt của chiếc quần đùi bộ đội, quần lót hồi ấy. Quần lót bộ đội may bằng vải phin màu cỏ úa, dài ngang đùi và khá rộng. Lúc đầu mặc trông khá buồn cười, nhưng sau những ngày tháng hành quân mới thấy cái giá trị dài rộng của nó. Bộ đội hồi đó chẳng ai mặc xịt. Sinh viên hồi đó chắc cũng vậy. Trong quần lót ngoài quần dài, áo thì hoặc áo dài hoặc áo lót. Mỗi ngày đi bộ khoảng 15-20 km với hành trang khoảng 20-25 kg trên lưng. Đi hết ngày này qua ngày khác mà đùi bẹn không hề hấn gì là nhờ chiếc quần đùi ấy. Tê Quy giỏi thật. Nhược điểm là bộ quần áo dài vì may bằng kaki nên khá nặng. Một bộ quần áo đấy đã chiếm 1/3 dung tích chứa của ba lô, nên sau một thời gian hành quân trên đất Lào, mỗi anh bộ đội thường chỉ còn một bộ quần áo dài và một bộ quần áo lót. Có khi còn ít hơn nữa, phần còn lại đã chuyển thành sắn, rau, gà. Quần áo vải gabardine vừa tốt lại vừa bền. Nếu ít giặt và không giặt xà phòng thì màu xanh lá cây của quần áo gần như giữ nguyên.
quần áo của VAN và VDT trong tiểu đội tôi luôn là mới nhất và đẹp nhất, vì ít giặt hay không giặt gì đó. Tiếp đó, phải nói đến đôi dép đúc và hai đôi tất được trang bị cho bộ đội đi bê. Bộ đội còn được phát giày vải TQ. Tuy nhiên vì nó không thuận lợi cho lội suối nên cũng bị bỏ rơi sớm như mũ cối. Đôi dép đúc thì tuyệt vời, đường bùn lầy trơn trượt. Nhiều khi dép chạy lên bụng chân mà chẳng mấy khi tuột quai. Hai cuộn dây quai được phát sơ cua, rất ít phải dùng đến cho việc thay quai dép mà chỉ hữu ích trong việc buộc tăng lấy nước. Tất của TQ cũng bền khủng luôn. Với một lớp tơ tằm nằm phía trên nên nhiều ông không thích đi dép nữa mà chỉ cần đeo tất mà lội bộ cũng được. Ba lô TQ phát cho bộ đội đi bê thì được thiết kế khá chi tiết. Phần lưng và đế có lót một lớp ni lông nên chống được mồ hôi và nước. Ngăn đựng phía sau vừa khít với ango được phát. Cái bi đông đựng nước khoảng 1-1,2 lít vừa cho chặng đường hành quân. Thực phẩm thì phải nói đến 2-3 kg ruốc thịt mặn, nhưng không chát vì nhiều muối và mì chính. Ruốc thịt TQ làm tài tình lắm, sợi dài và tơi như bông y tế, để vài tháng cũng chẳng hề hấn gì. 2-3 kg ruốc thịt, 200 g mì chính, 100 g muối cho mỗi người là thực phẩm chiến lược của bộ đội suốt 6 tháng hành quân. Đến bây giờ vẫn chẳng hiểu sao bộ đội có thể tồn tại với lượng chất đạm ít ỏi đó. Chắc nhờ tuổi trẻ. Lương khô TQ 701-702 được phát mỗi người 2 phong, dự trữ lúc xa cơ bị đói. Thì ngon thôi rồi, nhưng quá ít vì quá nặng. Còn nhớ khi lội nước qua sông Danh, gói lương khô tôi mang bị ướt, vậy mà phải báo cáo với cấp trên mới được xử lý. 8. Bãi khách. Bộ đội đã hành quân trên dãy Trường Sơn, nhất là bộ đội đi B2 thì không ai là không biết bãi khách. Khi nhắc đến bãi khách thì chắc chắn các kỷ niệm sẽ ùa về với mọi người. Nếu khéo gợi chuyện thì bạn sẽ được nghe từ những anh bộ đội ấy 1001 câu chuyện thú vị về những bãi khách trên dãy Trường Sơn. Bãi khách là một cánh rừng làm trạm trú quân qua đêm cho một đơn vị bộ đội sau một ngày hành quân. Đơn vị bộ đội có thể vài chục người, nhưng cũng có thể là cả nghìn người hoặc nhiều hơn thế. Đơn vị bộ đội có thể đang hành quân vào Nam, B2, B3 để chiến đấu. Những đơn vị này thường đông từ 1-2 tiểu đoàn hoặc nhiều hơn, hoặc đang hành quân ra Bắc để nghỉ dưỡng, để đi học, để phục viên. Những đơn vị này thường ít người, một vài chục người. Gọi là bãi khách, chứ không phải là trạm khách, là vì không có nhà, có trạm ở những nơi ấy. Chỉ có những rừng cây có thể mắc võng trú quân cho cả nghìn người. Là tôi đang nói những bãi khách lớn dành cho đơn vị hành quân vào Nam. Bãi khách phải gần nguồn nước, nhưng không được quá gần để tránh máy bay ném bom theo tọa độ. Phải cách xa đường xe tải để tránh B-52 giải thảm. Không gần trạm giao liên để tránh bộ đội vào quậy phá xin gạo xin rau vì bộ đội quá đông. Những bãi khách mà đơn vị được nghỉ lại 2-3 ngày thì điều kiện về nguồn nước phải tốt hơn những bãi khách chỉ trú chân một đêm. Mỗi một bãi khách cách nhau một ngày hành quân nên vị trí các bãi khách gần như cố định. Đơn vị đo quãng đường khi hành quân trên Trường Sơn không còn là cây số, km nữa mà thay vào đó là phút, là giờ, là tiếng. Hôm nay chúng ta sẽ hành quân khoảng 6 tiếng, chỉ huy thông báo qua liên lạc. Còn bao xa nữa đến bãi khách hả anh? Bộ đội hỏi giao liên. Còn 30 phút nữa, giao liên trả lời. Mỗi bãi khách có hàng trăm hàng nghìn vị trí mắc võng khác nhau,
các vị trí mắc võng đó cũng từng đón hàng trăm lượt bộ đội mắc võng ngủ qua đêm. Nếu không thích mắc võng tại vị trí cũ thì anh bộ đội sẽ phải tạo cho mình một chỗ mắc võng mới. Đa phần bộ đội sau một ngày hành quân thấm mệt thường chọn những vị trí mắc võng của người đi trước tạo ra để đỡ mất công, sớm được nghỉ ngơi. Một vài người thì gia cố lại dây rừng buộc cọc phụ, thay cọc phụ nếu nó bị ải, bị mối sông. Chỉnh trang giá để ba lô rồi mắc võng căng tăng hoàn thành ngôi nhà mới trên nền đất cũ. Những vùng hành quân có nguy cơ B-52 thả bom thì dưới chỗ mắc võng hoặc bên cạnh thường có một hố tránh bom sâu khoảng 50-70cm vừa một người nằm. Tôi cũng đã từng một lần lăn khỏi võng xuống nằm trong một cái hố như vậy trong đêm ở một bãi khách vì B-52 giải thảm. Thật may, trận bom ấy chỉ giải phía ngoài bãi khách, bộ đội trong bãi khách đều an toàn. Cọc phụ là nét đặc biệt trong cách mắc võng của bộ đội tại bãi khách. Nếu dây võng mắc thẳng vào cây rừng thì khi trời mưa, nước mưa sẽ theo thân cây rừng chảy vào dây võng, làm ướt đầu võng. Nếu mưa lâu có thể ướt cả võng. Cọc phụ mắc võng để tránh mưa làm ướt dây võng. Cọc phụ được kết nối với thân cây bằng dây rừng. Dây võng được thắt vào cọc phụ ở vị trí cao hơn vị trí dây rừng kết nối cọc phụ với thân cây rừng. Nếu nước mưa có theo dây rừng chảy đến cọc phụ thì cũng chảy theo cọc phụ xuống đất, và nhờ đó dây võng và võng không bị ướt dù trời mưa cả đêm. Tăng là mái che mưa được vắt qua sợi dây dù mắc giữa hai thân cây đã được kết nối với cọc phụ. Bốn đầu tăng có khuyết nhựa được lồng dây chăng ra bốn phía để tạo cho tăng có hình mái nhà trên chiếc võng. Giá để ba lô được làm cao hơn mặt đất khoảng 15-20cm bằng các cành cây. Để ba lô trên giá thì mới không sợ mối sông ba lô, không sợ ba lô bị nước mưa ngấm từ đất lên, tránh côn trùng, chuột, sóc. Giá để ba lô nằm ở đầu võng dưới tán tăng. Cách buộc dây võng của bộ đội Trường Sơn cũng đơn giản. Không thắt nút dây võng, dây võng được quấn quanh cọc phụ chỉ một vòng, sau đó cài một phần dây thừa vào giữa vòng dây và cọc phụ. Khi nằm vào võng, trọng lượng người sẽ làm cho vòng dây siết mạnh vào cọc phụ, giữ chặt luôn đoạn dây được cài vào. Võng càng đong đưa thì nút thắt càng chặt. Bộ đội tự học nhau cách mắc võng và rồi ai cũng thuần thục. Buổi sáng, sau khi rời khỏi võng, chỉ cần kéo nhẹ đầu dây võng là dây võng đã rời khỏi cọc phụ. Tiếp tục tháo tăng, gấp mọi thứ cho vào ba lô là xong. Một chặng đường hành quân mới, một bãi khách mới đang chờ bộ đội ở phía trước. Mỗi vị trí mắc võng được sử dụng lại tại các bãi khách giống như một móng nhà đã xây sẵn. Những người đến sau chỉ việc xây nhà, căng tăng và đặt giường mắc võng là có được một ngôi nhà mới. Có ai đó đã từng nói, từng viết, người ta chỉ khen một ngôi nhà đẹp, chứ có ai khen một cái móng nhà đẹp. Tuy nhiên, móng nhà có chắc thì ngôi nhà mới thực sự đẹp. Những móng nhà ở bãi khách còn chứa đựng những điều đẹp hơn những móng nhà bình thường khác. Mỗi móng nhà ở các bãi khách trên dải Trường Sơn từng có hàng trăm mái nhà được xây dựng trên nó. Khi được thả mình trên võng sau một ngày hành quân mệt nhọc, tôi thường tưởng tượng những đồng đội đã từng mắc võng đúng chỗ móng nhà tôi đang nằm. Biết đâu trong nhiều trăm bộ đội từng mắc võng ở vị trí này, có thể là bố con, là anh em, là bạn cùng quê, cùng lớp. Nhà tôi có bốn anh em đã hành quân trên dãy Trường Sơn. Nếu tôi được nằm ngủ cùng chỗ với một trong các anh tôi thì thật tuyệt vời. Ước gì có cuốn phim tua lại để biết thực hư.
biển chỉ đường đến bãi khách trên đường Trường Sơn mới đặc biệt làm sao. Nó không giống biển chỉ đường mà chúng ta nhìn thấy trên các đường giao thông hiện nay. Nó không được nhận biết bằng mắt mà phải nhận biết bằng khứu giác. Thực ra không ai có biểu cảm giống bộ đội hành quân trên Trường Sơn khi ngửi thấy mùi sú uế. Khi ai đó ở đầu đoàn quân kêu lên, thối quá, là nét mặt mọi người như giãn ra. Tất cả đều vui vẻ, cười nói nhiều hơn. Sắp đến bãi khách, sắp được nghỉ ngơi mà. Ai cũng muốn đi nhanh hơn, muốn được ngửi thấy mùi thối ấy để khẳng định đó là biển chỉ đường đến bãi khách. Hầu như chẳng ai bịt mũi nhăn mặt. Mùi sú uế ấy là do các đoàn khách nghỉ tại bãi khách, đi đại tiện xung quanh bãi khách, không mang xẻng hoặc lấp đất không kỹ các bãi phóng uế do mình thải ra. Quy định là phải đào sâu chôn chặt. Vậy mà có mấy người làm theo? Sau này khi trở lại học ở các trường, các bạn gái học cùng lớp rất ngạc nhiên và thán phục các anh bộ đội về học về khả năng chịu đựng mùi sú uế. Nhiều cô vì thế mà yêu mấy chú bộ đội cùng lớp. Người ta hay nói tăng là nhà, võng là giường của bộ đội đi bê. Tuy nhiên, hai vật bất ly thân ấy nằm trong những vật bất ly thân của mỗi anh bộ đội lại còn hơn một mái nhà hay hơn một chiếc giường nhiều. Mỗi một chiến sĩ khi hy sinh thường được nằm trong chiếc võng của mình. Chiếc võng trở thành tấm vải liệm màu xanh. Bên ngoài võng là mảnh tăng, vốn là mái nhà, nay bao bọc thay cho chiếc áo quan. Những sợi dây dù dùng để mắc tăng, mắc võng, nay cũng thay cho đinh, cho cá, bó chặt áo quan làm bằng mảnh tăng. Tăng, võng sẽ cùng các liệt sĩ đi xuống lòng đất cho đến khi các hài cốt của các liệt sĩ được quy tụ về nghĩa trang, thì tăng võng mới hết nhiệm vụ. Cũng nhờ những mảnh tăng trường tồn với thời gian mà vài chục năm sau chiến tranh, nhiều hài cốt các liệt sĩ vẫn còn nguyên vẹn khi được tìm thấy, khi được phát hiện. Còn nhiều lắm, những mảnh tăng, những mảnh võng, những hài cốt của các liệt sĩ đang nằm khắp dải Trường Sơn trên nhiều cánh rừng của miền Nam. Rất có thể các liệt sĩ đó đã phải nằm lại vĩnh viễn ở nơi ấy với hai vật dụng bất ly thân của mình, tăng và võng thủy chung. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.